Sarahe. Ucha. Mi xe ở trong lớp live VIP giúp thầy nhá. Hello Nguyễn Dương, Nguyễn Dương xe ở trong lớp live VIP giúp thầy nhá. Chào em Ly. Em Ly xe ở trong lớp live VIP giúp thầy nhá. Chào Nguyễn Dương. Thầy vừa mới xét lại mãi mới được. Chào Mạnh Đức. Hóng mãi. Giờ hết hóng rồi. Cái em xe ở trong lớp live VIP giúp thầy với. Hello, chào Linh Chu. Chào Phạm Hiền. Đúng rồi, trong sách em ạ. Sách thì các em phải in nhá. Ok. Bắt đầu buổi live hôm nay là buổi học tiếp theo, thầy chưa giảng tiếp theo với Amin. Để các em nhìn cái số thứ tự mà chú ý theo dõi các buổi số thứ tự nhá. Chào Anh Minh. Em trở lại sau khi cày hết 12. Rất tốt. Đấy, chào Lan Anh. Thì đây là live số 25 rồi. Live số 25 là thầy dạy về phần mà chia dạng amin, tác dụng axit muối. Ở nhóm mình hiện tại bây giờ có khá nhiều bạn mới vào. Thì thầy nhắc các bạn mới vào khi theo dõi video live stream này nhớ phải xem từ live 01. Tất cả các live đánh số để các em đều phải học hết thì các em mới khủng được. Mỗi live của thầy chỉ 1 tiếng thôi mà. Vậy là bây giờ mới đến hai live 25, vậy là chỉ cần bỏ ra 1 ngày là mình có thể học được. Và làm full bài tập, cái quyển sách này mình làm gần hết rồi. Đúng không? Thì hôm nay thì thầy không nói nhiều nữa. Hôm nay chúng ta sẽ vào cái dạng số 2, dạng amin tác dụng với axit muối như thầy đã dặn các em trước. Đúng không? Nhá, thế bây giờ mình vào học nhá. Ví dụ số 4 này. Thế thì để mà làm được cái phần dạng này, các em cần chú ý chúng ta có một số lưu ý như sau. Các em cần lưu ý nhá, cái khóa full video. Khóa full video là khóa mà chúng ta học kỹ về lý thuyết. Trọng tâm của full video là lý thuyết và chia dạng bài tập kỹ. Còn trọng tâm của khóa live là thầy nhắc lại một chút về lý thuyết và chia dạng bài tập, nhưng trọng tâm qua live là chữa bài tập, các em hiểu chưa? Vì vậy nên là hoàn toàn hiện tại bây giờ cái giá mà của giá trị của khóa full video và khóa live đang khá là rẻ thì các em cố gắng đăng ký luôn để mà mình có thể học khủng, được chưa? Coi hết vào ở chỗ phần công bố ấy, Trần Quý Ngà thầy vẫn lưu lại mà, hoặc đơn giản em chỉ kéo xuống thì nó vẫn ở bên trên trong nhóm mình, mà tất cả các bài live đều giữ lại ở trong nhóm mình hết nhá. Ví dụ số 4, để trung hòa 25g dung dịch. Thế thì để bây giờ mình là sang dạng số 2 này, amin tác dụng với axit và muối, thì các em cần lưu ý cho thầy một chút. Lưu ý trong dạng số 2, khi mà bài tập dạng số 2 là dạng bài tập amin tác dụng với axit hoặc là muối. Với dạng bài tập mà amin tác dụng với axit hoặc muối thì các em cần lưu ý, chúng ta cần có một số cái chú ý như sau. Thứ nhất, chú ý thứ nhất đó là số mol nhóm NH2 thì luôn bằng số mol OH trừ sinh ra trong dung dịch. Nhớ nhá. Số mol NH2, chào Huỳnh Tấn Thoại. Số mol nhóm NH2 luôn bằng số mol OH trừ sinh ra trong dung dịch. Đây là cái nhất. Cái thứ hai, mình luôn luôn có M muối thì bằng M amin cộng với lại MHCl. Tại sao mình lại có những cái chiêu như này? Tại vì thế này. Khi amin thì ký hiệu RNH2 tất cả A lần cho tác dụng với axit HCl thì có phải nó tạo thành muối không? Thì hoàn toàn thì bảo toàn khối lượng thì có M muối bằng M amin cộng với MHCl, đúng không? Đúng rồi, tài liệu trong sách, chính xác. Vậy mặt khác ta lại có là số mol nhóm NH2 bằng số mol HCl, đúng không? Đây NH2 bằng số mol OH trừ. Vậy mình có này, hệ quả số mol NH2 bằng số mol HCl và bằng M muối trừ M amin chia cho 36, phải nào, là xong. Được chưa?
Thế giờ các em cùng chú ý vào làm bài tập nhé. Vào làm bài tập thì chúng ta cùng cùng chú ý xem làm bài tập như thế nào. Bài tập như nào. Ví dụ số 4 này. Ví dụ số 4. Ví dụ số 4. Để trung hòa 25g dung dịch 1 amin đơn chức. Lưu ý ở đây là amin đơn chức nhá. Thế thì amin đơn chức này của thầy là RNH2. 25g đồng độ 12,4%. 25g mà đồng độ là ôn đâu, quên không mang máy tính về rồi. Các em có máy tính bấm máy tính giúp thầy với nhá. 25g thầy không mang máy tính về rồi. 25g. 25g để yên thầy đao một cái phần mềm máy tính về. Dùng CH đây rồi. 25g mà đồng độ là 12,4 vậy thầy tìm được mờ chất tan. CO(FX570). Máy tính Casio. Ok, các em nếu mà dùng máy tính thì dùng máy tính là phần mềm máy tính nào nhỉ? Dùng máy tính nào, máy tính cầm tay nào? Máy tính cầm tay nào ổn nhất? Phần mềm máy tính cầm tay nào ổn nhất? Thầy nó đi tìm. Ở chắc thằng này. Có tích phân nhỉ? Chắc dùng thằng này được. Đây để thầy đao thằng này này. Máy tính Casio này. NDC này. Đây rồi. Trang số 62 nhá, Lan Anh nhá. Trang số 62. Nào mình tìm được. Bấm 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 giúp thầy xem là số mol là bao nhiêu. Số mol chúng ta bằng là mình tìm được số mol nhỉ. Khối lượng đã, mờ chất tan bằng 25. Nhân với 12,4 là 0,124. À bằng 3,1 là cả bên Hiếu Nguyễn. Bằng 3,1. Đúng chưa? Vậy khối lượng này bằng 3,1g. Thì cần dùng dung dịch HCl. HCl là bằng 1 nhân 0,1 bằng 0,1. Được chưa? Vương Diễn Quỳnh, sao sách của em là không có bài tập tự luyện? Có mà em. Sách nào chả có. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ có này. Số mol HCl sẽ bị chính bằng số mol amin. Vậy anh này bằng 0,1. Số mol HCl chính bằng số mol amin. Anh này bằng 0,1. Đúng không? Vậy hoàn toàn ở đây mình tìm được phân tử khối. Sẽ bằng 3,1 chia 0,1 bằng 31. Được chưa? Các em ơi, link sách là link ở phần công bố ấy. Link sách phần công bố có hết mà em. Link sách phần công bố, sách mới thì mới cập nhật. Cập nhật từ tuần trước hay sao ấy, là đủ hết. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ tìm ra được là anh này bằng R cộng với lại 17. Tí nữa thầy cập nhật lại nhé. 31. Vậy mình tìm được R bằng 15. Bây giờ các em cứ chú ý theo dõi nhé. Vậy anh này là CH3 NH2. Ok chưa? CH3 NH2 nó là CH5N. Đáp án đúng đáp án C nhá. Lan Anh gửi cái link vào cho các bạn đấy. Khổ lắm.
cái Lan Anh gửi 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 link sách đầy đủ vào cho các bạn đấy. Hiểu chưa? Đây ví dụ số 4 nhá. Mình có này, ví dụ số 5 này. Ví dụ số 5 này. Trung hòa hoàn toàn 8,88 g1 amin bậc 1 carbon không phân nhánh bằng axit HCl tạo ra 17,64 g muối. Được chưa? Đấy các em inbox cho bạn Lan Anh, bạn Lan Anh gửi cho file full đầy đủ cho nhá. Nào ví dụ số 5. Mình có nào. Ở ví dụ số 5 này, mình có này. Mình nhìn này, đáp án A này, hai nhóm NH2. Đáp án B một nhóm NH2, đáp án C có hai nhóm NH2. Đáp án D mình có hai nhóm NH2. Nhìn thấy chưa? Thế vậy thì chắc chắn thầy sẽ có trường hợp số 1. Là amin của thầy gồm có hai nhóm NH2. RNH2 tất cả hai lần. Khối lượng là 8,88 nhá. Cộng HCl thì ra được muối. Muối chúng ta là bằng 17,64. Vậy hoàn toàn đến đây mình đi tìm được số mol HCl. Đúng không? Mình tìm được khối lượng HCl luôn. Mình tìm được khối lượng HCl bằng 17,64 trừ đi 17,64 trừ đi 8,88. Bằng 8,76. Vậy MHCl bằng 8,76. Chia cho 36,5. Ô cảm ơn. 0,24. Cảm ơn Hiếu Nguyễn. Hiếu Nguyễn bấm máy tính giúp thầy nhé. 0,24. Vậy số mol HCl chúng ta bằng 0,24. Số mol HCl bằng 0,24 thì ngay lập tức suy ra được số mol của amin là, anh này có 2 nhóm NH2 phải ăn 2 HCl. Vậy số mol của amin 0,24 nhân 1 chia 2 bằng 0,12. Được chưa? Cảm ơn Lan Anh. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm ra được phân tử khối R cộng với 14 cộng 2 là 16. 16 x 2 thì bằng 8,88 chia 0,12. Hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được R bằng bao nhiêu? 8,88 chia 0,12 bằng 74 trừ đi 32. 74 trừ đi 32 bằng 42. R bằng 42. R bằng 42 mà mình chia cho 14, cảm ơn Hiếu Nguyễn. Thì nó còn là C3H6NH2 hai lần. Được chưa? Cảm ơn Lan Anh. C3H6N2 hai lần. Vậy là C3. C3H6N2 hai lần. Vậy là đây là C4 này. Vứt này. Thằng này 1 nitơ này. Thằng này 2C. Vứt này. C3. Vậy đáp án đúng mình đáp án D. C3. Em nhìn rõ chưa? Rất dễ đúng không? Mình sang câu tiếp nha. Ví dụ số 6 nha. Ví dụ số 6 là đề thi đào khối B năm 2010. Ví dụ số 6 đề thi đào khối B năm 2010. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một amin no. Đề bài chỉ cho no thôi chứ không cho đơn. Nhìn rõ chưa? Do đề bài bảo chúng ta là amin no thôi chứ không có từ đơn. Nên các em phải cẩn thận là amin no chúng ta là CnH2n cộng 2 cộng x nx. Bởi vì mình chưa biết là có bao nhiêu n nên là mình phải đặt nó là nx. Thì thêm bao nhiêu nitơ thì thêm bấy nhiêu hydro. Số mol là 0,1. Đốt cháy vừa đủ thì thu được 0,5 mol hỗn hợp khí và hơi. Vậy khí của mình là CO2 này, H2O này, nitơ này. Đúng chưa? Thế thì bảo toàn carbon là 0,1 nhân N. Vậy số mol CO2 là 0,1 N. Thế thì bảo toàn hydro 0,1 nhân 2N cộng 2 cộng X chia 2 thì nó bằng là 0,1 N nhân 2N cộng 2 cộng X. Được chưa? Chia cho 2 thì bằng là 0, chia cho 2 nhé, là bằng 0,1 N cộng với 0,1 cộng với 0,05x là số mol nước. Số mol nitơ là 0,1x chia 2 là bằng 0,05x. Đề bài bảo là đốt cháy bọn này 0,1 thì thu được tổng bọn này bằng 0,5. Tổng bọn này bằng 0,5. Vậy từ đó mình sẽ có suy ra. Mình có N cái với mình chia cho 0,1 N cộng với N cộng với 1 cộng với 0,05 là cộng với 0,05 chia cho 0,5. 0,05 là bằng 0,1x. Đúng nhỉ? Đây là 0,1x chia cho 2 thì bằng 0,05x. Đây 0,05x này, đây 0,05x này cùng chia cho 0,5 thì bằng 0,1. Đây cộng 2x chứ.
0,1 thì đây còn n chia cho 0,1. 0,05 mà chia cho 0,5. Khổ, không có máy tính khổ thế. 0,05 chia 0,5 bằng 0,1. 0,1x chia 2. Đúng là 0,5x. 0,05x cộng 0,05x bằng 0,1. 0,1 chia 0,52 thì bằng 5. Được chưa? Vậy mình có là, à đây là x thôi, đúng không? 2n cộng với x thì bằng 4. Suy ra xn x bằng 1 thì n bằng loại, x bằng 2 thì n bằng 1 lấy. Với x bằng 2 n bằng 1 lấy thì mình được CH2 NH2 tất cả hai lần. Nhìn chưa? Mà đề bài bảo chúng ta là 4,6 gam x. Mình tìm được số mol luôn, lấy 4,6 chia phân tử khối. 4,6 chia 46 là 0,1. Ăn với HCl thì ăn 2 HCl với 2 nhóm NH2, vậy là 0,1 nhân 2 thì bằng 0,2. Vậy số mol HCl ăn là bằng 0,2 mol. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok chưa? Các em nhớ nha, phải học lý thuyết sau giải bài tập. Bây giờ mình vừa thầy vừa mới chữa kỹ cho ông ta bốn cái ví dụ, à ví ba ví dụ, ví dụ 4, ví dụ 5, ví dụ 6. Bây giờ chúng ta vào giải bài tập nhá. Mình giải các bài tập câu 28, câu 29, câu 30, câu 31, câu 32, câu 33. Sau đó phần tổng hợp thì để tối thứ năm chúng ta giải tiếp. Nhớ là về nhà phải làm phần tổng hợp nhá. Nào mình có câu 28 đó. 28. Cho 0,4 mol một amin no đơn chức. 0,4 mol một amin no đơn chức, với công thức amin no đơn chức là CnH2n cộng 3n tác dụng với HCl thì thu được muối. Số mol amin no đơn chức là 0,4, vậy số mol HCl cũng là 0,4. Đúng không? Thế thì mình có bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Mình có m amin cộng với lại 0,4 nhân với 36,5 thì bằng m muối là 32,6. Suy ra mình tìm được m amin thì bằng m amin thì bằng 32,6. 32,6 trừ đi 0,4 nhân 36,5 bằng 18. M amin bằng 18. Với m amin bằng 18 thì ngay tức mình tìm được phân tử khối của amin. Cảm ơn Hiếu Nguyễn bấm máy tính rất nhanh nhé. Phân tử khối của amin sẽ bằng 18 chia 0,4. 18 chia 0,4 bằng bao nhiêu? 45. 45 thì bằng này, 12n cộng 2n là 14n cộng 3 cộng 14. Vậy đến đây mình tìm được n, 45 n bằng 2. N bằng 2 thế vào công thức này, vậy là C2H7N. Hai cái khác nó là C2H5N2. Đáp án đúng đáp án B. Rất tốt Nguyễn Hiếu và Lan Anh. Đấy, mình cứ giải chậm chậm từ từ thôi. Mình sang câu 29 nha. Mình sang câu 29 để đọc khối A. Sang cái tờ amin này đề bài nó khó nhiều nên thầy chịu chữa chậm chậm cho các em cũng hiểu. Câu 29. Cho 10g một amin đơn chức x. Amin đơn chức 10g một amin đơn chức. Vậy mình có amin đơn chức này là NH2 này. 10g một amin đơn chức này. Phản ứng hoàn toàn HCl dư. HCl dư 10g. Để thu được muối. Muối chúng ta là 15g. Vậy mình có tìm được MHCl bằng cách phương pháp bảo toàn khối lượng, nhìn kỹ nha. Và từ đó mình tìm được số mol HCl luôn. 15 trừ đi 10 bằng chia 36,5 bằng. Được chưa? Thế đây hình như bằng 10/71. Vậy suy ngược lại được số mol của amin, do amin đơn chức nên số mol của amin chính bằng số mol HCl. 10/71. Vậy hoàn toàn đây thì tìm được phân tử khối. R cộng với 14 cộng 2 là cộng 16 thì bằng 10 chia cho 10 chia 71 bằng 71. Vậy mình tìm được R bằng 71 trừ 16 55. R bằng 55. R bằng 55, vậy mình sẽ có 55 chia 14 thì gần 3,9. Vậy thử xem nó là C4H mấy. C4H 55 này trừ đi này 48. C4H 7.
Đất 2. Thì tính nhầm đâu không các em? Phân tử khối đúng bằng 71 không? 73. Cảm ơn Hiếu. Thầy không có máy tính nhưng khổ thế đấy. 73. 73 thế nó bằng 73, R bằng 73 thì bây giờ là 73 bằng 57 à? Anh này C4H9 à? C4H9 là H2 à? C4H9 là H2 mà nhiều đứa mà đi chọn ngay nó là 4 là chết. Bởi đề bài hỏi là số đông phân cấu tạo. Đề bài hỏi chúng ta là số đông phân cấu tạo. Vậy có nghĩa là tương đương việc là C4H11N là có bao nhiêu đông phân cấu tạo. Thế mình phải sử dụng cái chiêu 345-248 thầy. Hỏi về đông phân cấu tạo đầu tiên là amin bậc 1. Amin bậc 1, skin amin bậc 1, 4 thì có 4. Vậy là 4 đông phân amin bậc 1. Amin bậc 2 thì nó có là 1 cộng 3, 2 cộng 2. 1, 1, 1, 2, 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. Amin bậc 3, 1 cộng 1 cộng 2. 1 có 1, 1 có 1, 2 có 1, nhân với nhau bằng 1. Vậy tổng cộng mình có 4 cộng 2 cộng 1 cộng 1 thì bằng 8. Vậy tổng cộng mình có 8 đồng phần. Nha. 8 đồng phần. Hiểu chưa? Đừng đứa nào làm đây rồi đi tố lé là tố 4 rồi chết. Hiểu chưa các em? Chính xác là anh rất tốt. Cả nhà nhớ nhá, tối nay 20:30 chúng ta có bài thi kiểm tra. Bài thi ST. Các em ôn lại ST này nhá. Tối nay mình thi đấy. Cố gắng top cho thầy. Câu 30. Cho 9,3 gam một amin no đơn chức bậc 1. Amin no đơn chức bậc 1. Thế là nó là CN H2N cộng 3N. Đề bài cho ta là 9,3. Tác dụng với Fe CL3 dư thì thu được kết tủa chúng ta là Fe OH 3 lần. Mình tìm được số mol Fe OH 3 lần luôn, 10,7 chia 107 0,1. Lúc nãy thầy có nói là số mol nhóm NH2 luôn bằng số mol OH. Số mol OH bằng 0,1 x 3 bằng 0,3. Vậy số mol NH2 bằng 0,3. Do đây đề bài cho chúng ta là amin đơn chức. Nhìn từ đơn chức chưa? Nên chính bằng số mol amin. Đúng là 0,1 mol kết tủa. Cảm ơn Hiếu Nguyễn. Vậy mình tìm được số mol amin bằng 0,1. Hoàn toàn đến đây mình có. Anh này là 14N. Cộng 3 cộng 14 là cộng 17. Bằng 9,3. Sorry, chia cho 0,3. Đến đây mình tìm được N bằng 1 à? Đúng không? N bằng 1 vậy chắc chắn nó là CH3 NH2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, em nha. Rất là dễ thôi. Cực kỳ dễ dàng thôi, hiểu không? Các thanh niên hiểu không? Chính xác 1, Lan Anh đúng chính xác. Mình sang câu 31 này. 31 chữa màu màu còn ăn cơm đói lắm rồi. Mình chữa đến câu 33 nhá, xong các em về nhà làm hết phần tổng hợp nhá. Tối thứ năm mình chữa nốt tổng hợp. Tối thứ năm là mình chữa full tổng hợp đấy. Tối thứ năm là mình chữa full tổng hợp. Nên là nhớ phải làm hết tổng hợp đi ấy. Xong rồi sang tuần sau mình học sang bài amino acid luôn. Sắp hết hữu cơ rồi. Mình học hết chương trình lớp 12. Ui em mới ăn sáng dã man đấy. Thầy dạy được xong về rồi. Câu 31. 31 nha. 2,1 gam hỗn hợp gồm 2 amin no đơn chức kế tiếp nhau. No đơn chức kế tiếp nhau. Vậy thì cứ đặt nó là CN H2N cộng 3N đi. 2,1 trong HCl dư thu được muối. Muối bằng 3,925. Vậy mình tìm được khối lượng HCl. Được chưa? Từ khối lượng HCl mình tìm được số mol HCl nhá. Từ khối lượng HCl mình tìm được số mol HCl. 3,925 trừ đi 2,1 bằng chia 36,5 bằng 0,05. Vậy suy ngược lại anh này bằng 0,05 luôn. Vậy đây mình tìm được phân tử khối 14N cộng 3 cộng với 14 là cộng 17 thì bằng 2,1 chia 0,05. 2,1 chia 0,05 bằng 40. Sao? À rồi ok. Bằng 42. Vậy đến đây mình tìm được N trung bình bằng 42 trừ đi 17 chia cho 14. 1,78. N trung bình bằng 1,78. Vậy nó lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Vậy suy ra một thằng là CH5N, một thằng là C2H7N. Nhìn chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A.
CH3 nửa thai và CH5 nửa thai. Ok, xong nha. Sang câu 32 nào. 32 một câu khó hơn chút nữa. Sang câu 32. Cho 20g hỗn hợp 3 amin no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp có tỷ lệ mol tương ứng là 1:15. Các em để ý câu này nhá. R1 NH2. R2 NH2. R3 NH2. 1:15 thì anh này là A thì anh này là 10A, anh này là 5A. Tác dụng vừa đủ dung dịch HCl. Thu được muối. Thế các em lưu ý này. Mỗi thằng này một thằng HCl thì số mol HCl chính bằng số mol NH2. Đây người ta có là A cộng 10A cộng 5A là 16A. Ok chưa? Và ở đây thì đi bảo toàn khối lượng này. Bảo toàn khối lượng. Tổng khối lượng của amin là 20. Cộng với khối lượng của HCl là 36,5. Nhân 16A. Bằng M muối là 31,68. Hoàn toàn đây bấm máy tính giúp thầy xem A bao nhiêu. A bao nhiêu các em? 0,02 à? Đúng A mà 0,02 không? A mà 0,02 vậy cháu này bằng 0,02, cháu này bằng 0,2, cháu này bằng 0,1. Vậy tổng số mol của bọn amin này bằng 0,32 đúng không? Vậy đến đây thì tìm được phân tử khối trung bình của amin sẽ bằng tổng khối lượng là 20 chia 0,32 bằng 30 chia 0,32 bằng 20 nhỉ? 20 chia 0,32 bằng 62,5. 62,5 này thì nó chính bằng gì? Do bọn này là amin no đơn chức. Amin no đơn chức nên nó sẽ có công thức là CnH2n cộng 3n. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm ra được n trung bình. N trung bình bằng 62,5 trừ đi 17 bằng chia 14 3,25. Với này bằng 3,25 ấy thì các anh amin có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là C2H7N, C3H9N và C4H11N. Bởi vì 3,25 sẽ nằm giữa bọn này, 2 3 4 thì 3,25 nằm giữa. Trường hợp thứ hai là C3H9N, C4H11N và C5H13N thì 3,25 cũng nằm giữa. Đúng chứ? Chỉ có hai trường hợp này thôi. Thế đến đây thì mình nên thử. Mình tìm được số mol mỗi thằng rồi. Anh trên cùng là 0,02. Xong đến 0,2, xong đến 0,1. Mình bấm máy tính mình thử. Thằng này bằng 20 thì thằng này lấy. Mình thử nhá. Mình có này, 0,02 nhân với phân tử khối anh này là 45 cộng với 0,2 nhân phân tử khối anh này là bằng 45 cộng 14 59 cộng với phân tử khối này là 0,1 nhân với 59 cộng 14 59 cộng 73 20, chúng bằng 20 luôn. Vậy đáp án đúng mình là phân tử công thức phân tử của amin nhỏ nhất là C27N. Nhìn chưa? C27N. Ok, ý B. Các em hiểu không? Những cái câu này muốn giải được là mình phải có kỹ năng giải. Những câu này mà muốn giải được là mình phải có kỹ năng giải. Không phải cứ thế xông vào mà giải được đâu. Nha. Ok, Hoàng Anh tốt, đúng chính xác. Giờ mình sang câu cuối này, câu 33. Câu cuối trước khi đi nghỉ ăn cơm, câu 33. Nhớ tối nay 20:30 thi thử đấy nha. Để tác dụng hết với 400ml dung dịch hỗn hợp HCl và FeCl3. HCl này 0,5 nhân 0,4 bằng 0,2. FeCl3 0,8 nhân 0,4 bằng 0,32. Cần bao nhiêu hỗn hợp gồm metinamin CH5N và etinamin C2H7N thì khối soi hydro là 17,25. 17,25 nhân 2 bằng 34,5. Cháu này 31, cháu này 45. 3,5 10,5 3 chia 1. Vậy đặt cháu này là A thì cháu này là 3A. Đúng không? Vậy có phải là mình luôn luôn có số mol nhóm NH2 thì phải bằng số mol H cộng. Đây số mol H cộng. Cộng với lại số mol OH trừ không?
Tại sao là số mol nó trừ tại vì FeCl3 tác dụng với bọn này thì tạo thành FeOH 3 lần. Bảo toàn này 0,32 thì anh này 0,32. Vậy số mol nó NH2, anh này có 1 NH2 này, 3A. Anh này 1 NH2 cộng A bằng số mol HCl 0,2. Số mol nó mắt trừ 0,32 nhân 3. Vậy hoàn toàn nên mình tìm được A bằng. A bằng bao nhiêu các em? 0,2 cộng 0,32 nhân 3 bằng chia 4 bằng 0,29. A bằng 0,29 vậy cháu này bằng 0,29 này. Cháu này bằng 0,29 nhân 3 0,87. Hoàn toàn nên mình tìm được khối lượng 0,87 nhân 31 cộng với 0,29 nhân 45 40,02. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Ok. Đấy, hôm nay thầy đã chữa hết cho chúng ta về phần chia dạng. Hôm nay thầy đã chia dạng hết cho chúng ta về phần amin. Thầy biết là ở trên lớp các em bắt đầu học lại ETE thì các em chú ý là những cái bạn nào mà mới vào học thì có thể theo dõi lại cái chuỗi livestream ETE của thầy ở trên tường free. Còn lại trong live VIP thì mình vẫn cứ tiếp tục học. À, những bạn nào mà mới vào thì nhớ xem lại chọn bộ 25 video live VIP nhá để mà theo kịp với các bạn. À, buổi sau tối thứ năm hẹn gặp lại chúng ta vào 21:30 tối thứ năm, chúng ta sẽ chữa full hết phần tổng hợp. Full hết phần tổng hợp của amin. Các em nhớ làm bài tập trước nhá. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.